Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vào vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ chim đột biến. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn vào vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ khỉ đít đỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ sẽ có từ khỉ già. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhá. Đầu tiên là mình sẽ xỏ đến với màu, mình sẽ xỏ màu nâu. Mọi người ơi, đây là màu nâu của mình nha. Màu này là màu nâu nha mọi người. Mọi người ơi, đây là màu nâu của mình nha. Tiếp tục là mình sẽ xỏ màu tím nhé. Mình xỏ hai hạt màu đỏ rồi xong mình xỏ màu tím nha. Đây, mũi rất kiểu tỏa này, mẹ cũng quất tạc vào đây.
Rồi, em bắt đầu. Đi ra bằng kia rồi. Mọi người ơi, đây nha, đây là màu của mình nha. Bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha. Các bạn, ba màu của mình đây, giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ xóa hạt chữ nha. Giờ mình sẽ buộc hai đầu vòng của mình lại với nhau nha mọi người ơi. Ui. Đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây vòng của mình hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây vòng của mình này, vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ.